Biển chứ không? Nó chỉ sống ở nước mặn tôm thẻ xanh hả? Nhìn trong suốt nhỉ, riêng ở đây không có số thẻ mặt. À, con tôm về làm gỏi tôm sống. À, món gì anh nhỉ? Gỏi tôm đúng không? Gỏi tôm. Nhiều tôm không nhỉ? Đĩa 300 ngàn đấy. Các bạn, hiện tại tôi đang ở bãi biển Sầm Sơn vào buổi tối. Nay mình sẽ thử review món gỏi tôm tươi tại quán ăn đêm này. Mỗi đĩa bán 300 ngàn đấy. Rồi chủ quán đã bắt và đang chế biến ở trong thôi. Cả đêm không chị? Tôi đi sáng, đến sáng luôn. Thank you.
tóm đen này phải mà nặng tí rồi này, tham ô này kín cái lăng kín mướn cái lăng cái lăng này phải cái chất chất đau bút và đủ cái kín này đây cái này không làm được cái lăng hết cái khói cho có thể cho ai chứ em biết cái này luôn bình thường cái tự chọn đó có tự chọn cái này cái mướn cái kín 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 mướn để Quỳnh nó quay xong ra cái này kinh mình chỉ định thôi vui không mua đây chủ hàng đang đặt chén à? Chém được bao nhiêu cái cắm này? Này này, này nó giúp cá cái này thôi anh ạ. Chém được khoảng bao nhiêu? Mua chủ hàng nhà mình phát cát thấy đường lâu đấy. Họ hàng làm nên tránh mất gì nó ốm rồi. Họ hàng như tránh mất gì có là ốm ra chúng ta. Hàng có chùa của mình mà ngày mùng đét. Bảo chưa không phải là ngốc cái có bá đó mà mừng nha nó rất là nhiều mình lên hiểu mới trả nghe hiểu riêng hiểu đi từ làm bài nhạc máy cái quá quay này là để nó tắt nó quất nó bắt cắt biên này nhớ là bá đấy không bao giờ cắt biên chú sờn lên làm cho chú đấy bác bây giờ làm đến cái hố chờ chờ mình lười gói múc luôn gói tốt mà là một tay này chỉ mình lười gói ra mình chắc mà nên là cái hát gì đây cái này phải lại lai luôn này nó có lại cái này anh kia là mình chế hơn là mình đi trộn cái rau cái sống mà mình ăn rồi đấy.